Vâng, như vậy là chúng ta đến trận chiến cuối cùng nhà anh thua. Như vậy là đi dưới. Anh Bảo lên tốt nhân. Em ngồi cao lên tí. Hai kỳ thủ này đánh nhau thì chúng ta sẽ xem những pha công phá mãn nhãn luôn anh em ạ. Bên kia ra xe và anh Bảo pháo. Hình cờ này thì nói thật là mặc dù bên kia ra xe nhưng mà cân thôi. Anh Bảo tạm thời là rất khó cấm được kênh Bảo. Không có ai cấm được cả. Như vậy là chưa có quân nào để cấm cây các bạn. Cây bị cấm duy nhất ở bên phía đi tiên là con binh ở lộ 3. Như vậy là anh Bảo đã tung pháo giả lên kỵ hà và là ngựa rồi. Cái con ở lộ 3 đấy thì dễ cứu thôi. Đây lập tức là một nước thoái trí bắt ngọ. Vâng, đúng rồi. Xin chào Nguyễn Hà, như vậy là ném ngựa. Bỏ đáy, ăn ngay. Vâng, bỏ đáy luôn. Pha công phá có thể nói là tương đối dữ dội đến từ phía bò. Bò đi rất là nhanh quý vị. Bò bỏ cái con đáy này có vẻ là không hay cho lắm. Bây giờ thì không chiếu được, bây giờ la mà bắt thì mồm phá mồm ngựa. Vỡ đáy là tương đối nguy hiểm. Chỗ này thì cảm giác là anh Bảo sẽ chơi hơn. Anh em like động viên anh em ơi, cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, chỗ này con ngựa đang khó di chuyển quý vị các bạn. Vâng, như vậy là lên ngựa giả là pháo đang nhòm vào biên bên này của anh Bảo. Ăn rồi. Vậy là kiến ăn cá, cá ăn kiến. Ra thêm một con pháo dành cho bên đen. Như vậy là ngay lập tức anh Bảo lên pháo. Đang bắt xe có nói. Xe chạy làm ngay chu pháo để cho nó mát. Vâng, đang khá khó chơi cho bo trong tình huống này quý vị các bạn ạ. Vâng, chào VFT. Vâng, xin chào Eric Định. Anh em like động viên là phấn khởi. Chúng ta có thể thấy là sau tình huống này thì bên đen buộc phải chạy xe và khả năng là mất con pháo ở biên quý vị các bạn. Như vậy là chạy xe ra một vật pháo xuống biên ngay. Chúng ta cùng chờ xem liệu rằng có ăn lại con sĩ hay không, hay tấn xe để kẹp ngựa. Như vậy là tấn xe kẹp ngựa. Tấn xe kẹp ngựa để cứu anh ba. Vâng. Bây giờ anh Bảo vào đầm chiều ngay. Bây giờ có thể đi binh một được rồi. Thực ra nước cờ này cầm mấy đường binh thì đúng hơn. Vào trong cái Thế Linh này, bình luận viên này mới mà cũ anh ạ. Cũ là mới. Hiệp vàng thì bình luận là mình suốt mà. Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là đến đây anh Bảo đã đưa con binh lên hà rồi. Với cái mục đích đưa con binh lên hà này nhằm giải thoát con ngựa đấy quý vị các bạn. Đấy, nếu sen vào là phi ngựa xuống. Vâng, mở được các binh. Em cảm ơn Mr. Già Duy. Hay quá. Vâng, xin chào và cảm ơn Mr. Già Duy. Mình ở Thái Bình nhá, BTH nhá, BHT nhá. Vâng, xin chào Trần Viên Nội. Vâng, vẫn đang là ổn dành cho Bo. Mặc dù là Bo đã mất một số quân chủ lực, tuy nhiên quý vị các bạn có thể thấy là Bo vẫn còn nguyên xe pháo mã ở trên mặt. Đúng rồi Ngài Tô Duy ạ. Bạn này bạn nói nhiều hơn của mình. Vâng, xin chào Nguyễn Thế Linh. Xin chào Hoàng Nguyễn nhá. Quý vị các bạn có thể thấy là sau cái tình huống mà vật cái con tốt xuống thì anh Bảo đã vật con tốt xuống của Nguyễn Văn Bo, anh Bảo lên si và quý vị các bạn có thể thấy là đến bây giờ Bo đang có một con tốt khá hay ở lộ 8.
Như vậy là ăn xe giả đến từ phía bò. Vâng đúng rồi Huỳnh Nhân. Và xin chào online money nhá. Chung là sao bù được hết được kèo đấy là anh bảo bù chứ lại chung bù. Xin chào Nguyễn Xuân Liêm. Đúng rồi, Kiếm Gỗ thằng này nó hốc rượu kinh lắm. Xin chào người đến biên. Nó hốc rượu kinh lắm. Chính xác là như vậy. Còn nhưng mà có rượu hốc mấy thì hốc thì lên Điện Biên là vẫn gục. Hồi xưa ông cáo lên tình tướng tinh cầu. Gục luôn là trận. Vâng, tình hình đang là dễ chơi hơn dành cho Nguyễn Văn Bo. Quý vị các bạn có thể thấy là Bo mặc dù mất pháo mã, tuy nhiên thì xe pháo mã đang ở mặt. Anh Bảo đang có vẻ như là đang tiếc con sĩ 6 cho nên là chưa đi binh 5 tấn 1, muốn lên voi luôn thì phải. Hoặc có thể đi pháo 2 tấn 3. Vâng, cái con tượng ở trung lộ của... À, đến bò đi. Cái con tượng ở trung lộ của anh Bảo là cái con tượng khá hay, đang nhòm hai con binh. Tuy nhiên thì đến đây thì bên đèn đã đá tốt vào để bắt voi. Và chúng ta cùng chờ xem liệu có mở voi hay không. Vâng, xin chào Dương Đình Trung, cảm ơn ngài. Gần như buộc phải lên rồi. Là xe. Vâng, đã có xe rồi. Đúng rồi, quấy bùi. Đợt trước vàng nó lên, nó kêu kỳ mời được lên đâu. Bây giờ vàng xuống nhà nước bán, bình ổn giá cái là nhắn tin vào xem ơi có việc không. Ê, thế này. Nhớ anh em qua. Chúng ta cùng chờ xem liệu rằng Bo có cầm xe chém voi hay không. Cầm xe chém voi năm hay không? Cảm ơn Dương Đình Trung nhá. Không như vậy là quyết định là mở con binh đây, cứu binh. Và cái cứu được một con dớ dần rồi. Cứu được một con dớ dần. Cái nước cờ này dã man một cái là bây giờ Bo kèm phân nặng luôn. Tại sao? Tại vì con xe của Bo là không chạy ngang được. Đang bị tắc mặt. Cờ này chết với A Bảo rồi, chuẩn bị A Bảo có quả pháo 2 tấn 3. Mở đường ngựa chạy sang bắt cái con tốt bên này chặt chặt xuống là vỡ. Chỗ đấy mà không đi con binh này thì cũng nguy hiểm. Ví dụ như dũng cảm mà chặt voi thì bên kia người ta cũng có đường người ta đánh. Quý vị các bạn ạ. Đấy. Xin chào Einstein nhá. Vâng, cảm ơn Trần Viên Nội. Vâng, xin chào Einstein. Xuất tướng rồi. Có phải có 2 tấn 3 không hay là chiết yêu phòng người đạo luôn. Vâng, lao sĩ tới à, đang bắt pháo. Chỗ này khó đỡ rồi quý vị các bạn. Pháo mã sĩ chỗ này đã mệt rồi. Anh em like động viên anh em ơi. Quý vị các bạn có thể thấy là đến đây thì con xe của bên đen gần như là không chạy được ngang. Và bây giờ cũng khó để kéo về phòng thủ quý vị các bạn. Vâng, đang bắt pháo. Có thể tấn pháo lên, đấy tấn pháo giả lên là tốt. Chuyển xe sang cánh bên này thì các bạn khó đỡ vô cùng. Chạy xe sang cánh bên này khó đỡ lắm quý vị các bạn ạ. Đá tốt bắt phếu được chưa? Vâng, xin chào Đỗ Hoàng Ngọc. Còn bắt trực tiếp đây này. Không thèm bắt đường kia quý vị các bạn. Khét quá. Phế luôn. Ô. Nếu ăn